là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại. Đọc sách giúp mỗi người có thêm nhiều kiến thức về tất cả các lĩnh vực của đời sống. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vẫn còn nhiều hạn chế về thông tin, nên người dân nơi đây càng cần đọc sách để có thêm những hiểu biết, từ đó xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tọa đàm Văn hóa sức mạnh nội sinh với chủ đề Sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta rất vinh dự khi được đón tiếp hai vị khách mời. Xin được giới thiệu khách mời nhà thơ Bảo Ngọc là Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Xin giới thiệu tiến sĩ Đỗ Thị Thu Huyền đến từ Viện Văn học. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa hai vị khách mời, thưa quý vị và các bạn, việc thúc đẩy văn hóa đọc là một trong những giải pháp giúp ổn định, phát triển bền vững cuộc sống của người dân tộc thiểu số và miền núi. Trong những năm qua, thì Đảng và Chính phủ đã luôn quan tâm và có nhiều biện pháp để giúp thúc đẩy và xây dựng văn hóa đọc tại các địa phương. Tuy nhiên hiện nay, thì với đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương, khu vực nông thôn và miền núi thì vẫn chưa giải được cơn khát sách. Không biết rằng hai vị khách mời của chúng ta có suy nghĩ như thế nào về thực trạng này ạ? Đối với cá nhân tôi thì báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng nơi tôi công tác, đồng thời cũng ở cái vị trí của bên Hội Nhà văn Việt Nam phát triển theo cái trong cái lĩnh vực văn học thiếu nhi, thì tôi cũng thấy một điều này, khi chúng tôi đến thực tế đến tới các trường miền núi thì cái niềm yêu chữ, yêu thích được đọc của các em thiếu nhi dân tộc miền núi chúng ta đã chưa đáp ứng được. Bởi vì thế này ạ, có thể một phần là do cái việc định hướng phát triển mà chúng ta chưa quan tâm được sâu sắc. Thứ hai nữa là cũng do nhiều khi là cái địa hình, địa thế nó rất là vất vả để mà các em đến trường được đã khó, và di chuyển và dịch chuyển mang được những cuốn sách đến với các em lại là điều khó hơn. Thế cho nên trong thực tế thì cho dù chúng ta có quan tâm, nhưng cái quan tâm thành một cái chiến lược và để cho các em được tiếp cận nhiều hơn với sách, với báo vẫn còn là vấn đề khó khăn. Tôi rất là thích cái từ cơn khát. Cơn khát là bởi vì thực sự là trong cái quan sát của tôi cho đến cái thời điểm này, sau những cái chuyến công tác, sau những lần điền dã về các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì tôi thấy rằng là cái cơn khát sách đến bây giờ vẫn đang là một bài toán rất là nan giải. Là bởi vì thực sự thì các em ở trong cái độ tuổi mà tôi nghĩ rằng là cái độ tuổi cần phải có cái sự đầu tư và phát triển về văn hóa đọc là cái độ tuổi cấp 2, cấp 3, thì thực sự là cái việc mà tiếp cận được những cái cuốn sách và thực sự là có những cái lượng thông tin cần thiết, tôi nghĩ rằng vẫn đang rất là nan giải. Và cái việc khát sách đấy thì tôi nghĩ rằng là không thể chỉ có trông chờ vào và gây áp lực lên các chính sách của Đảng và Nhà nước, mà tôi nghĩ rằng là cần phải cái sự chung tay của rất là nhiều những tổ chức và những cái cá nhân để giải được cái bài toán này. Vâng, có một thực tế rằng sách đến nông thôn, khu vực miền núi hiện nay phần lớn sẽ trông chờ vào các nguồn cấp phát theo hệ thống thư viện, nhà văn hóa. Và lại có một cái vấn đề với lượng sách này, đó là khá là khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của người dân tại các địa phương. Rồi khi mà sách về đến nơi rồi thì lại gặp một vấn đề nữa, đó là những sách mà người dân cần thì lại không có. Những cuốn sách có thì người dân chưa chắc đã cần hoặc là chưa chắc đã ham thích để tìm hiểu và đọc nó. Thì chị Ngọc ở đây thì cũng đã tham gia rất nhiều các chương trình đưa sách về với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi rồi, thì chị có đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ? Như tôi đã chia sẻ thì thực ra cái nhu cầu đọc của đồng bào thì rất lớn, nhưng mà cái đáp ứng thực sự ấy đã được hay chưa thì chúng ta cũng phải có cái sự đánh giá, mà phải có cả cái sự đánh giá chung theo cái các cái cách mà tôi nghĩ là do cái thực sự đó là cái gọi là giống như cái cách mà chúng ta vẫn có những cái yêu cầu để phát đến này, xong có cái sự trả lời của đồng bào ấy, đó là những cái chương trình mà khảo sát thực sự, chứ không phải chỉ là lấy ý kiến đơn giản theo cách là chúng ta hỏi đồng bào, mà chúng ta phải có khảo sát thông qua cả đồng bào và thông qua cả chính quyền, thông qua cả các nhà quản lý, thì chúng ta mới có thể đánh giá được một cách thực sự nó đủ cái sự sâu sắc. Thế còn như cá nhân tôi thì tôi thấy thế này, đồng bào miền núi của chúng ta ấy, nếu tính về trẻ em thì cái nhu cầu được đọc báo, đọc sách nó thiên hướng là chủ yếu là sách văn học. Thế còn với đồng bào mình, với những người mà làm nông nghiệp ấy,
và chăn nuôi này hay là để phát triển cho địa phương ấy, thì sách dành cho đồng bào phải phong phú đa dạng hơn, không chỉ nằm trong lĩnh vực văn học. Lĩnh vực văn học là lĩnh vực mà chúng ta gieo những hạt giống, gieo cái tình yêu chữ với các bạn nhỏ và với những người mà họ yêu văn hóa, để họ khi họ được đọc sách văn học, đọc sách về văn hóa ấy, thì họ sẽ thấy có cái tình yêu, cái niềm tự hào với cái bản sắc của dân tộc mình, những truyền thống, những tập tục tốt đẹp của dân tộc mình. Thì sách văn học làm được điều đó. Nhưng điều mà đồng bào cần nữa vẫn là cái những cái giống như là những kim chỉ nam, những cái sự gọi là thế nào nhỉ? Chúng ta có cái sự hướng dẫn rất cặn kẽ với cái cách mà đồng bào chúng ta sinh sống tại địa phương, canh tác ra làm sao, chăn nuôi ra làm sao và làm cái gì, làng nghề phát triển như thế nào để chúng ta vừa đồng thời với cái việc là phát triển kinh tế nhưng cũng nuôi dưỡng được cái văn hóa. Thì cái những cuốn sách ấy chúng ta sẽ cần cái sự chung tay giống như là tiến sĩ Huyền đã nói, của cả xã hội, và nó không chỉ nằm trong lĩnh vực văn học. Sau những chuyến đưa sách về với đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực miền núi thì về phía Hội Nhà văn có suy nghĩ gì về những sáng tác dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa? Trước hết thì tôi cứ phát biểu với cái tư cách cá nhân. Hội Nhà văn Việt Nam thực ra từ lâu nay luôn luôn quan tâm đến cái mảng sáng tác cho đồng bào miền núi. Nhưng gần đây nhất mà các cái hoạt động mà thực sự tôi nghĩ rằng rất là ấn tượng và sâu sắc và đã trở thành chiến lược của Hội Nhà văn, đó là cái hành trình mang từng cuốn sách, không phải trao cho thư viện, không phải trao cho nhà trường, cũng không phải trao cho các điểm văn hóa, mà trao tận tay cho các em nhỏ. Và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có chia sẻ cái mong muốn của anh ấy rằng khi mang một cuốn sách đến với một ngôi nhà, đến với một đứa trẻ, thì ở đó không chỉ có riêng đứa trẻ đó đọc, có thể là một bạn đọc, rồi đến anh chị em đọc, rồi đến cha mẹ đọc, và đến cả những người hàng xóm. Thì cái hành trình mà cái lan tỏa của chữ nghĩa như vậy, đối với tôi cũng thấy nó thực sự rất là quý giá. Còn bên phía Báo Thiếu Niên Tiền Phong, nơi tôi hoạt động rất là nhiều năm, thì chúng tôi cũng có những chương trình. Trước đây có cái tờ báo Thiếu Nhi Dân Tộc mà của nhà nước cấp phát để dành cho các em thiếu nhi, dành cho các trẻ em thiếu nhi dân tộc miền núi ở các trường nội trú. Còn hiện nay thì cái chương trình đấy nó còn đang có một chút vướng mắc. Nhưng cái hành trình mà mang chữ đến của Báo Thiếu Niên cũng rất là quý giá. Ví dụ như trên tay tôi đây là một số những cuốn báo thực ra là rất đẹp, bây giờ là đẹp giống như sách tranh minh họa ấy. Và chúng tôi, sách báo này là sách báo do Báo Thiếu Niên Tiền Phong phát hành đến các ngôi trường ở trên toàn quốc. Thế thì nếu các trường thiếu nhi dân tộc miền núi mà không có điều kiện mua, thì chúng tôi cũng có một cái chương trình rất hay, đó là sau mỗi một năm, khi mà tổng kết một năm học, thì thư viện, cái phòng đọc và cái kệ sách của các lớp á, sách thì có thể giữ, nhưng báo thì hàng năm họ sẽ gom lại, và thậm chí họ có thể tặng thêm những cuốn sách khác nữa. Và chúng tôi gom những cuốn sách ấy, những cuốn báo rất đẹp ấy, để dành cho các chương trình mà chúng tôi đi làm thiện nguyện và đến tặng với đồng bào vùng biên cương ở những cái vùng nơi xa xôi. Thì cái hành trình gieo chữ của Hội Nhà văn hay của Báo Thiếu Niên Tiền Phong chúng tôi làm, tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta làm chưa đủ với cái nhu cầu, cái mong muốn khát chữ của đồng bào. Nhưng giống như chúng ta, mỗi một người chúng ta chung tay, thì chúng ta sẽ gieo, và một hạt giống gieo xuống thì sẽ có một mầm cây mọc lên, và cái trái ngọt sau này nó là cái hành trình không phải một ngày, hai ngày, nó sẽ là hành trình lâu dài. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng tôi được đồng hành trong các chương trình mà chuyển chữ nghĩa đến với đồng bào miền núi, đó là một hành trình đáng sống, rất là quý giá, mà chúng tôi cảm thấy tự hào khi được tham gia. Vâng, một hành trình rất là ý nghĩa. Còn với tiến sĩ Huyền, tiến sĩ thấy sao về việc sẽ cần phải có những sáng tác sách dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số? Về cái chủ đề này ấy, thì tôi nghĩ rằng là có một cái quan sát của tôi, trong cái quan sát rất là hẹp của tôi thấy rằng có một nhà xuất bản, đấy là nhà xuất bản Văn hóa các dân tộc.
tiền thân là Nhà xuất bản Việt Bắc thì đã có hẳn những cái chương trình, tức là chỉ có chủ đề riêng về sách của các dân tộc thì sẽ được xuất bản ở đó rất là đầy đủ. Và nó cũng chia ra thành các mảng chủ đề, các mảng đề tài, và cũng có những sách dành riêng cho thiếu nhi. Tức là cái, tôi nghĩ rằng là cái đầu tư như thế này, tức là có một cái sự quan tâm, nhìn mình có thể nhìn thấy rất là hữu hình như thế. Chỉ có điều là đến giờ này thì thực sự là cái xuất bản đấy có lẽ vẫn chưa đủ so với cả cái nhu cầu mà thực sự là đồng bào mình đang cần. Trên thực tế đã có những cuộc thi hay là cuộc vận động để sáng tác sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số hay là trẻ em tại các khu vực miền núi hay chưa ạ? Mà nếu có rồi thì những cái cuộc vận động đó đã thu lại được những điều gì ạ? Bên Hội Dân tộc Thiểu số thì thời gian gần đây, thời gian những năm trở lại đây thì đang không có cái, những cái cuộc thi như thế. Và chúng tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết để khởi động lại một cái chương trình mà chúng ta có thể tạm gọi bằng một cái chữ là phong trào đi cũng được. Tức là nó cần một cái sự bề nổi, cần một cái sự biết đến. Và chính từ những cái đó thì tôi nghĩ rằng cái hứng khởi để dành cho những cái người sáng tác, trước hết là những người sáng tác và sau đó là những người thụ hưởng, thì tôi nghĩ rằng rất là cần thiết. Và điều này thì trong cái quan sát của tôi lại thấy rằng là Hội Nhà văn đang làm điều này rất là tích cực. Thời gian gần đây thì Nhà xuất bản Kim Đồng cũng có phát động cuộc thi lớn. Rồi tại Hội Nhà văn, đặc biệt gần đây nhất là Hội đồng Văn học Thiếu nhi chúng tôi được tham dự cái cuộc chấm chọn, một cái cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi được khởi động. Và sáng ngày mai tại Hội Nhà văn sẽ có cái lễ trao giải lần đầu tiên đợt 1 cho cái cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi. Thực tế thì chưa có một cái sự phân biệt rõ ràng là cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi miền cho thiếu nhi miền núi. Nhưng tôi nghĩ thế này, Hội Nhà văn và đặc biệt là các nhà văn thì luôn luôn quan tâm và muốn được khai thác một cái mạch, mà mạch văn học cho thiếu nhi miền núi, bởi vì đó là một khoảng đất cực kỳ màu mỡ với người sáng tác. Trong các tác phẩm mà tham dự cuộc thi vận động sáng tác cho thiếu nhi lần vừa rồi mà chúng tôi được chấm chọn thì cũng có rất nhiều các tác giả là người miền núi, và thậm chí cũng có rất nhiều những người không phải là đồng bào dân tộc miền núi nhưng đang viết các tác phẩm cho các em. Đây là mô hình thư viện thông minh di động ngoài trời, dự án đã đoạt giải nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022. Sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường, điều khiển tự động bằng năng lượng mặt trời, có thể linh hoạt di chuyển đi nhiều địa điểm. Ý tưởng thư viện thông minh này xuất phát từ chính ước mơ được đọc sách mỗi ngày của các em học sinh vùng cao. Thư viện ở trường em thì cũng chưa được rộng lắm, lúc thư viện ở ngoài trời thì lại rất là đông nên là không đủ chỗ, hoặc là mình không có chỗ đọc, nên là em mới nghĩ ra ý tưởng này là mình có thể di chuyển nó đến cái bất cứ nơi nào mà mình muốn sử dụng một cách hợp lý. Còn đây là điểm tra cứu thông minh, khu vực được học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lùng Phình 2 đặc biệt yêu thích. Các máy tính đã được kết nối Internet. Giáo viên và các thành viên của tổ tự quản thư viện sẽ hỗ trợ các em tra cứu thông tin, giải trí lành mạnh trên không gian mạng. Đến thư viện này, em thích nhất là góc tra cứu thông minh vì có thể cho em tra cứu những gì em muốn. Em chương trình như siêu tài năng nhí, siêu trí tuệ Việt. Em xem những cái đấy em thấy nhất là hay. Các mô hình thư viện xanh, góc đọc sách, thư viện lưu động được ra đời nhờ sáng tạo không ngừng của cả thầy và trò. Công nghệ thông tin cũng từng bước được ứng dụng trong hoạt động thư viện để mở ra những chân trời kiến thức mới cho học sinh vùng cao. Đối với cái thư viện thông minh thì nhà trường cũng rất là ước mơ. Thế và cái điều này thì cũng đang đề xuất với phòng dục và sở dục là có cơ hội thì sẽ đầu tư cho nhà trường một số máy thì nhà trường sẽ thực hiện được cái thư viện thông minh. Đến nay, ngành giáo dục tỉnh đã xây dựng được trên 350 thư viện đạt chuẩn và thư viện tiên tiến ở các cấp học. Ngành cũng quan tâm xây dựng tủ sách lớp học với tổng số sách quyên góp được lên tới trên 18.000 cuốn. Các loại sách tham khảo, các loại truyện, sách, tranh ảnh phong phú, hấp dẫn, góp phần thu hút học sinh tới lớp, giúp các em thêm say mê học tập, hình thành văn hóa đọc, khai phá thêm chân trời tri thức. Thưa quý vị, nhằm tôn vinh văn hóa đọc cũng như là khơi dậy tinh thần ham học hỏi của người dân Việt Nam thì trong thời gian qua đã có rất nhiều các hoạt động được tổ chức, ví dụ như là Ngày sách Việt Nam, xây dựng tủ sách cộng đồng. Những hoạt động này trên thực tế đã mang lại những hiệu quả như thế nào cho việc xây dựng văn hóa đọc tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thưa hai vị khách mời?
Tôi nghĩ rằng là cái chương trình tủ sách cộng đồng đấy nó mang đến những cái ý nghĩa rất là thiết thực. Tôi nghĩ rằng có hai cái tác dụng đầu tiên mà tôi chợt nghĩ đến và tôi thấy rằng là cái chương trình này đã làm rất là tốt. Đấy là bồi đắp để được một cái tình yêu, niềm đam mê với sách. Và thứ hai là cung cấp được những cái kiến thức, tức là cung cấp được những cái thông tin, những cái kiến thức. Và những cái điều này là những cái điều mà thực sự là khu vực dân tộc thiểu số đang rất là cần. Rất là cần. Và cái chương trình này tôi nghĩ rằng là nên có những cái đổi mới, những cái bám sát thực tiễn hơn nữa và sẽ mang lại những cái hiệu quả. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mà cái tủ sách cộng đồng này được nhân rộng ra, thì nó sẽ mang lại những cái tác động rất là to lớn. Tôi thì có hai lần có cái may mắn là đi dự ngày hội sách châu Á tại Singapore. Và khi tôi vào cái thư viện của Singapore, thư viện quốc gia ấy, thì từ năm 2014-15 ấy, là lần đầu tiên ấy, tôi vô cùng bất ngờ và cực kỳ hào hứng. Đó là ở đó họ có một cái sân khấu hóa. Nơi đấy học sinh của các trường có thể đăng ký và các con sẽ diễn các câu chuyện. Sân khấu hóa các câu chuyện học trong sách giáo khoa cũng như là những câu chuyện mà các con đã đọc trong sách. Thế thì tôi nghĩ rằng với cái cách đấy chúng ta hoàn toàn có thể để cho cái thư viện nó trở nên sống động hơn. Đặc biệt là với đồng bào miền núi, các con hãy thử đọc chung một cuốn sách, đọc chung một đoạn hội thoại, tập diễn những cái mẩu kịch ngắn. Thì từ đó cái cảm hứng với sách nó sẽ nhân lên. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta gợi đến cái cảm hứng này, cái niềm yêu thích của các con ấy, thì các con sẽ thấy à, đằng sau cuốn sách là những câu chuyện, đằng sau cuốn sách là bao nhiêu điều thú vị, chứ nó không đơn thuần chỉ là những câu chữ nằm ở trên kệ sách. Thì làm theo cách đó cũng, đấy là một cái cảm nhận mà tôi cũng chợt nghĩ đến khi mà tôi liên tưởng đến những cái chuyến đi của mình. Vâng ạ, nhằm mang đến phong trào đọc sách cũng như là hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 1974 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Để thực hiện điều này thì theo hai vị khách mời sẽ còn có những khó khăn và thách thức như thế nào ạ? Tôi rất là hào hứng với cả cái chương trình này bởi vì trong cái một chút cái quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là chương trình đã bắt đầu thu được những cái kết quả rất là đáng kể. Thực hiện từ tháng 7 của năm 23 cho đến nay thì đã có những cái tủ sách cộng đồng đã được nhân rộng ở nhiều tỉnh, nhiều địa phương và tôi nghĩ rằng là cần phải xây dựng cái mô hình này một cách mạnh mẽ và giáo diết hơn nữa. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái thách thức, cái khó khăn thì hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt là rất là nhiều. Là bởi vì sao? Vì thứ nhất là về cái nguồn lực, chúng ta cần một cái sự đồng bộ từ cấp rất là nhỏ nhất, đấy là ngay từ những hộ gia đình, từ những trường học, từ những gọi là những thầy cô giáo để truyền động lực cho các em. Thế và tôi nghĩ rằng là chúng ta phải xác định rõ ràng hơn nữa về cái phương pháp để tiếp cận và để nhân rộng cái tủ sách này như thế nào. Ví dụ tôi thấy rằng là có những cái việc mà chúng ta có thể làm một cách giáo diết và có những cái khảo sát bài bản hơn nữa. Thứ nhất đấy là cái nhận thức, làm sao để mà cái nhận thức về cái tầm quan trọng của sách, về cái mô hình này thiết thực như thế nào đối với từng địa phương. Thứ hai nữa là đối với cả cái thế hệ mà chúng ta đang muốn đầu tư, là cái thế hệ mà ở trong cái độ tuổi phát triển về nhận thức như là các học sinh cấp 2, cấp 3 chẳng hạn, thì cái phương pháp đọc cho các em là gì? Phương pháp đọc xong thì chúng ta có được cái môi trường, tạo được cái môi trường, tạo được cái không gian cho các em để tiếp cận hay không? Và thực sự là cái việc mà phân loại, lựa chọn và cung cấp những cái sách để phù hợp thì cũng là cần phải cái sự đầu tư của các chuyên gia, chứ cũng không chỉ gọi là sự vào cuộc một cách gọi là từ cấp xã đến cấp phường rồi đến trường học, tức là cần cái sự gọi là định hướng, cần cái sự định hướng trong cái công cuộc đọc này. Tôi cũng nghĩ rằng nó không thể là các cái hoạt động đơn lẻ mà nó phải có chiến lược và nó có định hướng rất rõ ràng, bởi vì thực tế thì thế này này, trẻ em dân tộc miền núi hoặc là đồng bào ấy, tìm được sách nào phù hợp với lứa tuổi của mình hay phù hợp với nhu cầu của mình là điều rất khó, bởi vì là bản thân người dân tộc để mà họ học tiếng Kinh này, học tiếng phổ thông ấy đã là một cái khó rồi. Bây giờ tìm cuốn sách nào có giá trị mà để mình có thể ứng dụng được đối với họ cũng là khó khăn, và đặc biệt là với trẻ em. Chúng ta biết là cái thời đại công nghệ thì trẻ em miền núi cũng có thể sử dụng được cái điện thoại rất là tốt. Nhưng mà những thứ mà thực sự có lợi ích từ điện thoại để hỗ trợ cho các em thì không nhiều.
Trong khi đấy giá trị của sách có thể rất nhiều nhưng chưa tạo được một cái sự cuốn hút thực sự, bởi vì rõ ràng là ngay kể cả trẻ em thành phố cũng vậy thôi. Chúng ta sẽ có một cái thực tế rất rất dễ và ai cũng thấy là smartphone cuốn hút hơn rất nhiều. Thế thì bây giờ làm sao để hướng dẫn các con và đồng bào mình lựa chọn những cái cuốn sách có giá trị cho bản thân họ, thì thực sự là cái định hướng và cái hoạt động phải thực sự là, tôi nghĩ là có lẽ là cái sự tận tụy tận hiến ấy, thực sự phải dùng đến từ đấy, của chính quyền địa phương. Bởi vì chúng ta chiến dịch chiến lược ở trên xuống, nhưng áp dụng được như thế nào thì nó phụ thuộc vào địa phương rất là nhiều. Chúng ta có bao nhiêu chiến dịch, bởi vì những người làm ra chiến dịch và những người tham gia các dự án này, họ sẽ đến nhưng rồi họ sẽ lại rút đi. Họ sẽ rút đi và cái việc đấy tiếp tục được triển khai ở địa phương như thế nào phải từ nhận thức của chính địa phương. Họ phải thấy được cái tầm quan trọng của sách và cái tầm quan trọng của văn hóa đối với dân tộc, đối với đồng bào mình, để họ có cái hướng dẫn, họ có cái thực ra là cái phát triển và cái triển khai lâu dài, bền bỉ. Thì tôi nghĩ cái điều đấy quan trọng nhất. Bởi vì tôi cũng đã từng biết có những dự án và họ chia sẻ rằng là sau khi họ rút đi rồi thì tất cả những cái dự án đấy rồi đến một thời gian nó sẽ không được duy trì như mong muốn nữa. Tôi không nói là nó mất hẳn, nó không được như mong muốn nữa, cho nên là địa phương vẫn đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng. Và ở địa phương thì đối với tôi nghĩ thế này này, với trẻ em miền núi, cô giáo giống như một thần tượng, và ở đây cũng nhiều khi học sinh cũng như vậy, thì chính những thần tượng ấy phải là những người yêu chữ và yêu sách, rồi phải có gắn bó với đồng bào, gắn bó với các con học sinh thì mới có thể truyền được cái tình cảm, cái tình yêu ấy đến với mọi người. Và tôi cũng nghĩ thêm một điều nữa, nếu như phụ huynh mà ý thức được cái việc là con mình cần chữ thì đó chính là những cái người mà trợ thủ đắc lực giúp cho tất cả những cái chiến lược của chúng ta thành công. Cô giáo, phụ huynh và một cái mũi nhọn nữa đấy chính là cán bộ địa phương. Vâng ạ, thì khi mà đi vào khâu vận hành chi tiết chẳng hạn ạ, thì theo hai vị khách mời sẽ có những cái lưu ý như thế nào, hoặc là có những gợi ý ra sao để có thể vận hành tốt cái mô hình tủ sách tại từng gia đình hoặc là từng xã, từng phường ạ? Tôi nghĩ rằng là cái này cũng lại lặp lại với cả cái quan điểm như chúng tôi đã vừa phân tích, đấy là cần cái sự đồng bộ, cần cái sự vào cuộc và cần cái sự tâm huyết rất là lớn, không chỉ của đội ngũ các chuyên gia, những nhà quản lý, mà cần phải sự đồng hành chung sức và cái sự thấu hiểu của từ những người trông coi tủ sách chẳng hạn, đến những cái người mà sẽ đồng ý với cả chiến lược đấy, rồi là cái gọi là cái công cuộc đấy. Thế thì cần cái sự đồng bộ như thế, cần cái sự tâm huyết như thế, và tôi nghĩ rằng là để duy trì thì thực sự là chúng ta tạo được nền móng đã là rất là khó, để duy trì và phát triển ngày một ý nghĩa thì chúng tôi nghĩ rằng còn khó hơn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở các dân tộc thiểu số có một cái rất là lợi thế, đấy là cái niềm đam mê, cái niềm yêu thích về văn hóa. Đấy là bởi vì bản thân mỗi cái nền văn hóa của họ đã là một cái tài sản quý. Tôi chỉ đơn cử ví dụ như là ở các chương trình giáo dục địa phương chẳng hạn, khi mà tôi có tham gia với cả những cái một số địa phương chẳng hạn, thì tôi thấy rằng là trong cái yêu cầu về cái chương trình giáo dục địa phương đấy, không chỉ là về kiến thức, không chỉ về là những cái tác giả tác phẩm phù hợp, mà họ trong đó họ còn có một cái yêu cầu rất là quan trọng, và lúc nào những cái đội ngũ làm biên soạn sách ấy cũng phải rất là chú ý và tâm niệm, đấy là họ bồi đắp được cái tình yêu với cả văn hóa của địa phương. Thì cái điều đấy thì có những tỉnh đã làm rất là tốt, có những tỉnh thì cũng có những cái gọi là bước đầu. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là cái công cuộc như thế nó rất là đáng kỳ vọng, là bởi vì cái sự chung sức đấy, tôi nghĩ rằng là nó không phải là ngày một, ngày hai mà chúng ta nhìn thấy kết quả được. Nó sẽ là một cái chiến dịch thực sự là rất là lâu dài. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cứ làm đi đã, bởi vì bản thân những cái chương trình như thế này, những cái đề án như thế này, tôi nghĩ rằng là thu được kết quả dù là nhỏ, nhưng đấy cũng là những cái điều rất là đáng quý. Và cứ nhân lên, cứ gọi là mở rộng ra, thì chúng ta sẽ dần dần là sẽ có một cái nền văn hóa đọc rất là lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, phát triển văn hóa đọc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ giúp rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa vùng thành thị với nông thôn, giữa những vùng thuận lợi với những vùng khó khăn, và đồng thời thì sẽ góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần, lao động sản xuất của người dân của các đồng bào dân tộc thiểu số.
Tới đây thì thời lượng của chương trình tọa đàm của chúng ta đã hết rồi. Chúng tôi rất là cảm ơn những chia sẻ hết sức thiết thực của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.